What's up, khỏe không em? Vẫn là mình Tô Mà Thơ đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng reaction vị tướng Hokage đệ nhị Tobirama, một trong những vị tướng có thể nói là mạnh nhất ở trong cái trò đại chiến nhẫn giả này rồi. Nói sơ qua một chút thì cái chất tướng của con này đó là thuộc loại tanker ở hàng đầu rồi. Tuy nhiên thì là cũng có sát thương cộng hiệu ứng khống chế, có thể nói là đây là một loại tanker hỗ trợ đồng đội này, cộng thêm cả khả năng khống chế nữa rất là ổn. Nó khống chế, nó có chiêu đẩy lùi ở chiêu thứ nhất này. Chiêu thứ nhất nha anh em ơi. Chiêu thứ nhất nó có đẩy lùi, chiêu thứ hai thì khiến mục tiêu giảm kháng thể thuật và gây sát thương. Chiêu thứ ba thì nó sẽ chặn sát thương, ở đây thì mình lên được cấp 65 nó giảm được 6.600 sát thương nhận vào. Và chiêu cuối là nó sẽ tăng HP cộng kháng thể thuật, kháng nhẫn thuật nha. Ok, và chúng ta cùng reaction vị tướng này nhé. Mình sẽ chọn một cái màn bất kỳ xem nào. Cái chương cuối, chương 12 ngũ đại Kage thì căng rồi, không ăn được rồi, nên có lẽ là sẽ chọn màn nó lon tay một chút chứ cao quá mình sợ không ăn được. Ok, sẽ bỏ Itachi để tam để tứ ra hết và cho một mình ngày đệ nhị rồi thôi nhá. Tua chậm chậm chút. Mấy em có thể thấy nó bung giáp cho không hề mất máu. Và mình còn ép thêm cả ngọc hút HP nữa. Tuy là cái ngọc này nó không cao nhưng mà đại loại là đối với mấy cái cấp độ thấp này thì hồi phục cũng khá là ổn. Đẩy lùi lại cộng làm choáng đối phương nha anh em. Có thể thấy nó khá là mạnh. Còn mình sẽ chọn cái chương mà nó căng hơn. Tuy là cái con này là mới có 3 sao thôi. Ok, chương này đối đầu với Akatsuki đi. Nhưng mà mình nghĩ là lên cho con hỗ trợ nữa, con này bung máu phía sau nhé. Thì trận này là chương khá là cao rồi nên là lên chọn con bung máu một chút. Ôi mấy ông có thể thấy nè, tuy rằng đã cho hỗ trợ nhưng mà thực sự là cái chương cao quá, khá là khó để mà ăn được. Thì cũng may mình cho con bốp HP nhưng mà Itachi nó vẫn là một cái gì đấy khá là vãi kết. Ôi toàn vãi cả đài mấy ông. Đại loại thì anh em có thể thấy là sát thương cũng như là mọi thứ của con này nó rất là ổn luôn nhé. Mình sẽ vào lại một trận nữa. Đó, mới vào trận thì nó sẽ bung uống ngay một cái lớp giáp chặn 6.000 sát thương rồi. Thì có thể nói là nó bung cho toàn bộ đội hình luôn chứ không phải là mỗi một mình nó đâu anh em. Nên là đối đầu với những cái trận đấu mà team mà đối phương mà có nhiều sát thương diện rộng thì anh em nên chơi con Tobirama này kết hợp với ngày đệ nhất thì càng tốt, nhưng ở đây thì mình đéo có. Ok, khá là nhanh, con này thì mình mới mua được hôm nay là ngày thứ hai thôi nhưng mà mình đã lên tím và full kỹ năng của nó rồi, tuy là vẫn chưa max cấp độ thôi. Hiện tại thì mới lên được cấp độ 65 là cao nhất, bởi vì cũng không lên được 100 mà mấy ông. Có lẽ tôi sẽ đi cướp rượu mộc tu tiên một phát nhỉ. Ok, đi cướp kim cương cho mấy ông nhá. Chọn đối thủ ngang tầm một chút chứ mấy quận yếu đuối quá thì nó lại không được hay. Ok, trận này có đệ tam này. Cho đệ nhị. Đệ nhị cộng con Raikage này, Itachi, đệ tam cộng với Mai nữa, trận này win 100% luôn mấy ông. Đây gọi là ngũ tứ đại Kage kết hợp với một Akatsuki. Wow, có thể lấy là tí đội hình đối phương chưa kịp làm gì bốc hơi rồi, nó khá là mạnh. Đó, đại loại là mình khuyên anh em là lên mua cái con Hokage đệ nhị này nhá, rất là mạnh luôn. Và cái ải 120 này mình cũng chưa win được. Hôm nay thử cân sức một chút xem biết đâu lại có được thu vào kết quả bất ngờ. Sẽ cho đệ tứ này, đệ nhị, Itachi, đệ tam và Mai. Ok, chiến lược là hơn 200k nha. Mà team bạn có đệ nhất này, đệ nhị lại còn ôi. Ta là cứng ở đây là nó phải đấu hai hiệp liên tiếp cơ nên là tỷ lệ thắng khá là thấp. Nếu có thể thấy là Itachi hồi phục rất là tốt bởi cái chiêu đầu tiên nhé.
Cái hiệp sau này mới là hiệp căng này, bởi vì cho xong cái trận đấu đầu tiên thì nó mất HP rất là nhiều rồi. Và team bạn có cái con Kabuto tiên nhân nó khống chế khá là ổn, nhưng mà mình nghĩ là trận này khá là khó đây. Phật thủ Quan Âm, ôi toàn vãi cả đài miêu, tuy là cũng mạnh đấy nhưng mà vẫn chưa đủ. Ok, và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Hình như tôi chiều các em quá nên các em quên sắp kênh của tôi rồi.